Bữa nay á Thảo sáng sớm ông Thái rủ đi bán lon rồi quay cho cô chú anh chị và các em coi cuộc sống ở Mỹ nha. Bữa nay đi đến chỗ này, ông Thái nói nay sửa lại rồi nên hỏi Thảo đi theo không, chỗ bán mấy lon chai nhựa đồ đó, cũng cách nhà khoảng 15 phút lái xe thôi. Bữa nay lại coi người ta sửa lại đẹp hay không. Thảo đang đi ngang đường cao tốc. Đường vô chỗ này là vô trong Lido Sài Gòn của San Jose, California. Cái bản Lido Sài Gòn đâu rồi? Chạy qua hả? Chưa. Đó, ở trước đó, có cái bản nhỏ chiếu chiêu luôn ngay cái cây màu đỏ đó. Đó, ngay chỗ mấy chiếc xe đang đậu á. Cái bản nhỏ chiếu à. Ở kỳ đó, ở đây á, người ta cũng đấu tranh dữ lắm mới được cái bản nhỏ chiếu vậy. Lúc trước không có cho, sao biểu tình đồ dữ lắm mới được cho cái bảng bi lớn vậy. Còn dưới Nam Cali hả, cái bảng bự lắm, đẹp, có mấy cái thùng màu xanh xanh để bỏ lon chai nhựa vô, lon chai nhựa vô à, bóp kèn tin 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 à, có đường chạy luôn hả, nay sửa lại đẹp ha, sạch sẽ, có đường đi ra ở đây này. Rồi mình chạy xe ra đây khỏi dè. Sao Thái không lấy cái thùng? Cái bịch này á là chai nước với lại mấy cái lon nhôm á mà đựng như nước dừa rồi đó. Có hai cái loại đó thôi. Nhà Thảo á, để tới mấy tháng mới được bịch vậy nè. Cái này là ông Thái á, ông đạp cho dẹp xuống rồi nên thấy một bịch ít vậy đó. Chứ mà nếu mà để nguyên chai á thì nó sẽ nhiều hơn. Rồi giờ mình xớt ra thùng nha để cho người ta cân. Ở trong đây người ta có để mấy cái thùng sẵn đó. Nhiều, người ta có nhiều á thì ta lấy ra nhiều thùng nè. Thảo á, thấy chỗ này á, người ta hay bán mấy cái chai nước uống với lại mấy cái lon giống như lon bia vậy đó. Thì nó nhiều lắm, tại hai cái đó nó có giá. Chứ thật ra trong đây cái bảng á, ta thu mua nhiều loại lắm, mấy cái đồ tái chế á. Anh Thái á, thường bán mấy cái chai nước á, với lon bia á, chừng 1 đô mấy một phao rồi ha. Như là mấy chai Miển nè, rẻ khoảng 10 sen một phao. Mấy cái chai nước suối á, như mấy lon bia, mấy cái dạng giống lon bia luôn á, thì giá cao nên người ta hay bán hai cái loại này hơn. Mấy cái loại khác thì rẻ quá. Bên đây á là số lượng ít, khoảng 3 thùng trở xuống thì sắp hàng bên mé bên đây. Còn nhiều á thì có một cái line khác, có cái hàng khác bên phía bên trái. Chút Thảo quay qua ha. Đó, vô đây cái ta cần thùng vậy, từng loại phân chia ra nữa. Cái chai nước ra chai nước, lon bia ra lon bia, tại giá khác nhau đó. Rồi nhiều khi mình lộn mấy chai mũ, người ta lụm người ta bỏ ra. Ừ, mấy cái mũ nhiều khi rẻ, người ta dục ra một hai chai lộn vô á. Ông Thái á, để dành cái bịch này á, mấy tháng luôn á, mới có đi quay phim cho bà con cô bác coi. Tại thiệt ra không có bao nhiêu tiền hết trơn á. Ở đây á, có nhiều điểm thu mua như vậy nè. Có chỗ này nhiều nên có người cân đồ cho mình, có chỗ tự động nữa. Tự động thì mình để mấy cái lon vô hơi lâu hơn. Còn đây á, mình cứ đổ vô thùng cân, nhanh, tốc hành, gọn nhẹ. Cái anh nhân viên ở đây á, ghi cho mình miếng giấy, số lượng mình bán rồi giá tiền. Xong rồi đi qua cái văn phòng nhỏ nhỏ ở đầu tiên bên góc trái nè. Chỗ đó mình lấy tiền ha. Còn bên phía trái này á, là dành cho những người đem lại số lượng lớn để bán. Trên 3 thùng trở lên á, thì sắp hàng bên phía bên đây. Thảo thấy á, người ta lấy mấy cái thùng này đổ vô đầy một cái bao vậy nè. Chắc là người ta đo lường á ha. Đầy vô cái bao trắng trắng này. Sau đó thì đổ xuống dưới một cái giống như cái hầm ở phía dưới á. Người ta nói là mấy cái này á, đem vô sẽ nén lại thành khói, sau đó thì vận chuyển đi và đến một nơi tái chế ra để tạo ra những sản phẩm mới. Các điểm thu mua này á cũng có lợi nhuận, rồi có nhiều người ở đây á, người ta cũng đi lượm mấy cái lon này á,
Ở trong mấy cái thùng đựng recycle là những cái chất mà có thể tái chế lại được của từng nhà đó. Vào những ngày đổ rác của cái xóm đó, mỗi xóm một tuần có một ngày đổ rác thì người ta biết, người ta đi lụm buổi chiều trước ngày mai đổ rác, là tối tối chiều chiều người ta đi lụm. Có nhiều nhà người ta để sẵn cho mấy cái người lụm lon nữa, để sẵn mấy cái lon á, mấy người đó một ngày á, người ta nói lụm cũng được vài chục đô đến 100 đô, tùy nhiều ít. Rồi mình lụm ở cái khu nữa, cái khu có nhiều, cái khu có ít nữa đó. Ở bên đây cũng có một số người đi lụm lon mà cũng có dư được chút đỉnh luôn á. Mình đem mấy cái lon này nè đi bán cũng là vệ sinh cho sạch sẽ môi trường ha. Chỗ này thì mở cửa nè 9 giờ sáng 5 giờ chiều ha, hết tuần luôn. Cái chỗ này á, bữa nay người ta xây rộng rãi với có hàng rào rồi sạch sẽ nữa. Bữa nay có cái đường này đi ra nữa, lúc trước thì đường vô đường ra phải quẹo qua quẹo vô đó. Giờ có cái đường bên đây phía sau trong cái đường nhỏ tiện lợi hơn. Lúc trước ngay chỗ ở ngoài đường lớn á thì đi ra luôn, có một cổng. Lúc trước có một cổng chỗ này thôi, giờ được hai cổng. Giờ mình đi vô cái khu nè, Welcome Lido Sài Gòn San Jose. Rồi giờ mình đi vô nha. Trong đây thì có hai cái mall lớn, là một cái mall cách đây lâu rồi, Century Mall, và một cái mall mới là Vietnam Town, nằm ở phía bên phải nè. Đây hai cái mall lớn. Trong đây thì có nhiều cái tiệm lắm, có nhà hàng nè, mấy cái tiệm bán mỹ phẩm, bán trang sức, rồi mấy cái dịch vụ. Nhà hàng ở trong đây nhiều dữ lắm luôn. Nên người Việt ở khắp nơi á, mỗi lần đến San Jose hay ra khu Lido Sài Gòn này, ở đây á sẽ gặp được nhiều người Việt. Vào những dịp lễ Tết ở đây cũng đông vui nữa. Thảo hay quay đốt pháo ở trong đây nè. Bà con cô bác hỏi đến San Jose đi chơi có nhiều điểm không? Thảo nói không, ở đây giống như cái chỗ ở thôi. Có cái khu Lido Sài Gòn của người Việt nè. Còn muốn đi chơi á, mình phải đi xa một tiếng trở lên, một tiếng lái xe á, hoặc là đi máy bay. Chứ ở khu này thì có một vài cái sở thú thôi, với lại công viên nước. Ngoài ra không có điểm du lịch gì đặc biệt hết. Chỉ có đông người Việt và đến đây thưởng thức mấy cái món ăn của Việt Nam thôi. Tại vì có nhiều nơi trên nước Mỹ không có món ăn Việt Nam. Còn bây giờ mình đi ghé cái chợ Mỹ trước nha. Rồi Thảo cần mua một chai vitamin D á, uống cho có sức đề kháng. Tại nghe nói dạo này dịch bệnh á, nó trở lại rồi. California cũng có một số người nhiễm đó. Nên Thảo vô mua vitamin D á, uống có sức đề kháng dữ lắm. Thảo thấy cái chai nhỏ nè, hai chai mà có ghi 1000 IU. Bác sĩ kêu Thảo uống một viên ngày khoảng 1200 thì mua cái loại này được ha. Còn cái chai bự này ghi tới khoảng 5000 lận. Rồi, giờ mình mua một chai uống để cho có sức đề kháng ha. Bắt đầu đi qua ngay chỗ hãng xe, đi sửa xe. Quay cho bà con cô bác coi về xe cộ ở Mỹ nha. Có nhiều người hỏi Thảo á, sức khỏe yếu bệnh vậy á, rồi có làm việc không? Thảo nói hả, làm suốt ngày luôn, từ mặt trời mới lên cho tới tối mịt luôn. Mà có nhiều người á không có biết, tưởng Thảo không có làm cái gì, cứ nói Thảo ở nhà chồng nuôi không à. Thật ra ở nhà Thảo làm hết công việc luôn bà con cô bác ơi. Cái xe nó bị lòi cọng dây ở đây lên nè. Giờ hai vợ chồng đi sửa của chú anh chị vậy em ơi. Bữa kéo lên tưởng đâu có con snack, con rắn nào nó núp ở trong đây. Bữa nay đi sửa chiếc xe, đi lại ngay chỗ này. Rồi giờ đậu cho người ta chạy vô, người ta lấy chiếc xe rồi người ta đi sửa cho mình ha.
cho trong thời gian bảo hành đó. À, bữa Thảo có quay đi mua chiếc xe này nè. Chỗ này là chỗ, cái chỗ sửa xe. Có người ra hỏi liền đó. Còn thời gian giống như bảo hành á, đem lại cho người ta thôi. Rồi, xong rồi đó. Rồi người ta sẽ chạy đi. Giao chiếc xe vậy xong hả Thái? Xong rồi giờ mình đi về hả? Thảo phải chạy theo đó để chờ ông về. Giờ bỏ chiếc xe ở đây cho người ta sửa. Hãng này là Subaru. Rồi cái bên là Mazda. Rồi vòng vòng là Toyota. Rồi bên kia là nhiều hãng lắm. Mà vòng vòng thành đây thấy được mấy hãng. Chiếc đó mới hả cũ? À, xe cũ người ta để vô người ta bán á hả? Ta chạy rồi, cái người ta để vô đây người ta bán. Mà ở đây vẫn để có bảng đồ đó, mình mua rẻ hơn cái giá gốc phải không ba? Bữa nay đi coi xe. Màu đỏ này là dành cho mấy phái nữ mình ha. Mấy phái mạnh thì thích màu mấy màu đậm hơn. Màu đen, màu xanh nè, màu bạc. Quá trời xe luôn. Đây là bãi xe. Bên kia là hãng Mazda. Ở chỗ này là hãng xe không à. Nãy Thảo đi vô Hyundai chứ. Tại nó gần nhau á. Ông kia Subaru, Thảo mới quẹo qua tới Hyundai, Thảo quẹo vô. Đây, Subaru. Cái xe này tại đi chạy mấy cái chỗ mà địa hình á, hay đi camping á, nên gia đình Thảo mua chiếc xe loại này, chạy địa hình được lắm. Bên kia là mấy hãng xe nữa. Trên kia là đồi á, mấy cái nhà ở trên núi đó thì giá cao á. Mấy nhà trên núi đó đẹp mắc tiền. Rồi chiếc xe này nó đi rồi. Thảo định chụp hình với chiếc xe này nè. Nó chở mấy cái xe. Định lại chụp hình với nó. Rồi nó chạy luôn rồi. Ở đây mình vô mình mua xe mới nè. Xe sử dụng rồi, cái người ta đem vô đây á mà cũng còn mới luôn. Cũng có nữa. Mua trả tiền mặt rồi mua trả góp. Thường đa số người ta trả góp. Có người mướn nữa nha. Mướn tháng á, chạy. Mướn xe mới không à, xe mới ra giống như đời 2021 luôn. Đó, 2020. Mướn mới vậy chạy, trả một tháng mấy trăm đô vậy đó. Rồi không thích nữa rồi đổi qua chiếc khác. Mà lấy chiếc càng mới thì giá mướn càng cao. Có nhiều người ta thích mướn, ngộ lắm. Có bạn của má chồng á, mướn Mercedes đi hồi xưa giờ. Cứ đời nào mới ra mà mướn chạy à. Đó, ông Thái ông đi coi xe nè. Mua xe ở Mỹ. Mình lựa dịp nào người ta có khuyến mãi á, bớt vài ngàn đô á, mình mua. Với mình hỏi bạn bè thêm, mua được discount á, bớt chút đỉnh. Bữa Thảo nghe nói mấy chiếc xe mới á, có thể mướn một tháng á, 800 đô trở lên. Mà mấy người đó thường người ta lấy cái tiền mướn đó để khai thế. Nhiều khi người ta làm á, người ta có thu nhập cao quá đó. Bữa nay Thảo chạy ngược nắng chứ, nên quay không có thấy rõ mấy cái hãng xe nè. Hãng xe Đức, hãng xe Mỹ, hãng xe của Hàn Quốc, rồi hãng xe Nhật, nhiều lắm. Hồi lúc Thảo mới qua nói, trời ơi sao xe đẹp quá mà đậu ngoài đường không ta. Thảo mới thấy đi lại mấy hãng xe, mấy xe mẫu đậu ngoài đường không à. Bên đây người ta nhà đậu được 2 hoặc 3 chiếc xe, còn nhiều quá thì mình đậu ngoài đường. Hôm Thảo mua xe gần 40.000 đô la. Còn mình muốn mua xe điện chạy như bây giờ á, phòng trào lưu bây giờ là ta mua xe điện thì khoảng 60.000 đô la là mình có chiếc xe đẹp ha. Xe bây giờ á, mình mua mới nha, tầm cũng khoảng 30 mấy ngàn đô la là chạy được rồi. Bữa nay á, đi quay vòng vòng San Jose, những ngày bận rộn của Thảo cho bà con cô bác coi. Cảm ơn đã ủng hộ gia đình Thảo. Hẹn gặp lại trong video mới. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.